Xin giới thiệu đến các bạn, đây là hình ảnh của chùa Thanh Minh Cổ Miếu, hay còn gọi là chùa Ông Bổn, tọa lạc tại khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Chùa có khuôn viên ngang 25m, dài 58m, trong đó phần nội thất ngôi chùa và hai phòng đông lan, tây lan có chiều ngang 25m, dài 17m. Mặt tiền chính của chính điện hướng về hướng bắc. Hai bên tả hữu của chính là hai bức bích họa vẽ tranh phong thủy xưa với hai câu: mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, ngụ ý chúc ba tánh an hưởng thanh bình và phồn vinh. Qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, chùa vẫn giữ được hiện trạng cũ với những nét kiến trúc độc đáo. Nội thất của chùa được xây theo kiểu chữ phúc quen thuộc, được các thợ xưa phân kim tam cách tạo thành tiền điện, trung điện và chính điện. Ở khoảng trống hai bên trung điện là bàn thờ xây bằng đá mài và đắp nổi hai bức tranh lớn bằng xi măng, tả thanh long, hữu bạch hổ. Theo thế phong thủy xưa, với hai khoảng trống thông thoáng gọi là thiên tĩnh, giếng trời, tạo cho không gian chùa thoáng đãng, đưa ánh sáng cho hậu cung của chánh điện và thoát hương khói khi cúng lễ đông đúc người. Toàn bộ công trình gồm có 7 cột gỗ tròn bằng danh mộc, một đôi cột tròn long trụ đắp nổi hình rồng bằng xi măng. Trên đầu các đôi cột này đều gắn những hoành phi, biển bức, các câu đối bằng gỗ quý. Dưới mái ngói hướng vào chấm tẩm là chánh điện, là khu vực quan trọng nhất của ngôi chùa, nên tại đây có nhiều tác phẩm độc đáo như bao lam hoành phi, câu đối, tượng điêu khắc gỗ được chạm chỗ tinh vi, vàng son rực rỡ, với các đề tài trang trí như tứ linh, cá hóa long, rồng hóa long, dây lá, dây hạt, phước lộc thọ. Các bức bích họa tranh cổ vẽ trên gỗ là các tích truyện Tam Quốc Chí, Phong Thần, Lý Bạch say rượu, Tiên Ông hóa Sơn Dương, được tác tạo rất công phu, sinh động, đậm nét truyền thống văn hóa của bà con người Hoa. Ngoài ra, chùa Ông Bổn Vĩnh Châu còn có nhiều cổ vật quý hiếm là các tượng gỗ thờ ông Bổn, ông Bắc Đế, ông Tam Sơn, Quốc Dương. Trên bộ khung cửa chính, ngoài bức điển đại tự cổ Thanh Minh Cổ Miếu, bên dưới là đôi lưng bằng gốm cổ tráng men gọi là nhị lưng quảng ngõ. Tiếp đến là đôi cánh cửa gỗ bằng danh mộc họa hình tướng Bức Trì Cung, Tần Thúc Bảo, danh tướng đời Đường, là hai vị thần hộ môn trông rất uy nghi lẫm liệt. Khác biệt với chùa Ông Bổn của người Hoa ở thành phố Sóc Trăng, thờ ông Trịnh Ấn Đức Cẩm Thiên Đại Đế làm vị phúc thần, còn chùa Ông Bổn Vĩnh Châu thờ ông Trịnh Hòa, vị quan triều Minh thế kỷ 14. Tương truyền ông là nhà hàng hải, đã bôn ba buôn bán sản vật ở nhiều nước trên thế giới. Ông được phong sắc thần Bổn Đầu Công, được dân chúng sùng kính tôn thờ. Tổng thể ngôi chùa được xây dựng theo hình chữ phú, tượng trưng cho sự sung túc phú quý, với nghệ thuật chạm chỗ tinh xảo. Trang trí từ trên bên ngoài đến nội thất đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Đáng kể vào những dịp cúng lễ, lễ lộc, cúng Tết, hội chùa đã vận động bà con đóng góp nhiều tiền cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, thiên tai hoạn nạn, như cấp phát hàng chục tấn gạo, xây dựng phòng học, tặng tập vở cho học sinh nghèo, góp phần xóa đói giảm nghèo, từ thiện nhân đạo và khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Về nguồn gốc của ngôi miếu nhỏ do cộng đồng người Hoa xây dựng tại làng Trà Nho, Tổng Thành Hưng, quận Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Nhưng đến năm 1923, ngôi miếu được dân làng xây dựng lại và từ đó ngôi miếu này mang tên Thanh Minh Cổ Miếu. Tuy nhiên, bà con địa phương vẫn quen gọi là Chùa Ông Bổn hoặc là Chùa Ông. Địa chỉ hiện nay ở đường Nguyễn Huệ, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Thanh Minh Cổ Miếu ngày xưa nằm giữa hai dãy phố cũ, trước mặt là quảng trường và tượng đài tử sĩ, nối tiếp là nhà lòng chợ, là trung tâm của làng Trà Nho, sau đó là thị trấn của quận, huyện,
nay là thị xã Vĩnh Châu. Theo quan niệm của người xưa, họ chọn địa điểm xây miếu thờ ở vị trí theo thế phong thủy, địa lý thuận lợi về giao thông đi lại, để thường xuyên đến dân hương, cầu nguyện thần linh che chở, phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mùa mai bán đất, gia đạo bình an. Chánh điện của Thanh Minh cổ miếu thờ ông Bắc Đế, tên gọi khác là Huyền Thiên Thượng Đế. Hai gian tả hữu thờ vị chính thần ông Bổn và ông Tam Sơn Quốc Dương, cùng nhiều phối tự thần linh khác mà dân gian sùng kính qua những truyền thuyết phổ độ chúng sinh, kinh bang tế thế, nên ngôi chùa hoặc là miếu không những được bà con địa phương thành tâm cúng bái, mà khách thập phương có đến dịp đến Vĩnh Châu cũng dừng chân để chiêm ngưỡng và dân hương cầu phước. Thanh Minh cổ miếu đã trải qua 4 đợt trùng tu kiến tạo lớn, như năm 1923, năm Quý Hợi, kiến tạo lại từ ngôi miếu nhỏ thành Thanh Minh cổ miếu, nay đã trở thành một di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Năm 1992, năm Nhâm Thân, trùng tu phục hồi toàn bộ các bức hoành phi, tranh gỗ trong nội thất và chánh điện Thanh Minh cổ miếu. Do thời điểm này, chính quyền địa phương mới giao trả ngôi miếu này lại cho Hội Người Hoa tiếp nhận và quản lý, trước đó trưng dụng làm nhà truyền thống. Năm Ất Dậu 2005, Thanh Minh cổ miếu được tôn tạo, di dời lùi về phía sau và nâng cao toàn bộ khuôn viên kiến trúc ngôi miếu, được phục tác và tô điểm lại các hoa văn trang trí giữ nguyên hình trạng đến sau này. Năm 2023, năm Quý Mão, trùng tu phục dựng lại theo nguyên bản ngôi Thanh Minh cổ miếu, thiết kế xây dựng cổng tam quan và nâng cấp xây lắp toàn bộ tường rào, khuôn viên, sân miếu. Trong đợt trùng tu lần này mất gần 3 năm thi công với tổng kinh phí trên 21 tỷ đồng, dự kiến khánh thành vào ngày 30 tháng 3 2023, nhằm ngày 9 tháng 2 nhuận năm Quý Mão. Thanh Minh cổ miếu được công nhận là di tích cấp tỉnh từ năm 2006, cho nên việc trùng tu luôn tuân thủ nguyên tắc là giữ dựng nguyên trạng, không làm thay đổi bố cục diện mạo của miếu. Các thầy thợ được tuyển chọn đến từ nhiều nơi để thi công, đảm bảo được mức độ công phu, tinh xảo, mỹ thuật của công trình, đồng thời tu bổ, gìn giữ các hiện vật xưa để làm tăng thêm giá trị di tích. Chùa Ông Bổn Vĩnh Châu, tức Thanh Minh cổ miếu, hứa hẹn sẽ là địa điểm càng thu hút nhiều bà con gần xa, du khách thập phương về đây chiêm ngưỡng, dâng hương, cầu nguyện.